Trời nó ơi. Ập tới nhiều chuyện lắm. Con vợ chồng đi làm, con nó bị tí mương, rồi giờ mình lo, rồi xong rồi tới chồng nó là tai nạn ở trong đây là mình lo, một có một số nợ rất lớn. Rồi ngừng từ từ. Thì bây giờ thôi, trước hết thì em cũng xin hỏi chị là cái hoàn cảnh của mình thế nào, xuống đây cầu cứu điều gì, chị cái chia sẻ chi tiết cụ thể để cho quý vị khán giả có thể nắm được và có cái hướng giúp đỡ cho mình. Giờ, trước hết là những đứa nhỏ này là ai? Giờ đây là chị muốn xin hết các cô chú anh chị em là chị xin là cho giúp các cháu là chuẩn bị. Những đứa nhỏ này là ai? Những đứa nhỏ này là cháu của cô. Cháu của chị? Cháu của chị. Còn mẹ của những đứa nhỏ này đâu? Mẹ có mấy đứa nhỏ đây là nó đi theo trai rồi. Mẹ nó đi theo trai. Rồi mẹ nó có mấy người con? Mẹ nó có 3 người con. 3 người ở đây, 2 đứa, 1 đứa nó đâu? Một đứa lớn là ở nhà họ này, cái xe ôm là chở không có hết. Xe ôm chở không có hết, chở được có 2 đứa thôi. Thế thì mẹ nó bỏ đi lâu chưa? Mẹ nó bỏ này đi 1 năm rồi. Mẹ đi 1 năm rồi. Thì ba của mấy bé đâu? Ba của mấy bé là trước đây là 2 vợ chồng nó với ông ba. Nói lớn lên chị. Trước đây là hai vợ chồng nó với ông ba ruột của nó là đi làm phụ hộ ở Bình Dương, là nó đi xe là tự tí, nó chết rồi. Chờ giờ mẹ của cái thằng đấy là không có nhận xác, rồi anh chị phải nhận xác lo. Là ba của mấy đứa nhỏ là đi làm hồ bị tai nạn mất rồi, còn mẹ thì bỏ đi theo trai. Thế chị có biết là con chị đi theo ai không? Không có biết sơ vơ hương của cái thằng ở đây ở đâu, nhưng nó có nói là cái thằng đấy là ở Gia Lai, là lúc trước là nó ở Sài Gòn đây, là nó nói là nó với cái thằng đấy là ở Gia Lai, giờ là nó đi giờ vơ là nó theo cái thằng đấy là nó đi làm mà xong đó mấy tháng đây là chị rất là đói khổ, cho nên chị cầu cứu nó, chị nói là con ơi gửi tiền Việt cho mẹ đi, cho mẹ đói lắm. Dạ. Mà con chị đi theo trai lâu rồi, có liên lạc với chị không? Có liên hệ được, nhưng mà lúc là nó chặn, lúc là nó nói chuyện. À, rồi có gửi tiền sữa về cho mấy đứa nhỏ không? Dạ không. Sao vậy? Nó nói là làm không có tiền. Bà cháu ơi, làm gì làm đi. Rồi cách đây khoảng 3-4 bữa là chị có dẫn cái con bé đây, do xe cổ ở trong đây nhiều quá, cho nên là chị có dẫn bé đây đi xin một buổi sáng là người ta cho được 100 ngàn. Rồi, đi xin hả? Đi xin ăn hả? Xin mấy người ngồi quán cà phê, uống cà phê rồi ạ. Dạ. Xin quán rồi ạ. Xong rồi là xin người ta cho được 100 ngàn. Rồi chị về chị mua ít cái gạo như mà muốn rồi vậy, cái ruột cá phát cái thằng nào bán. Rồi thôi từ từ, mình nói từ từ, chị nói chậm chậm mà nói lớn tí ha. Tại vì chị dân ở đâu mà nói chuyện hơi khó nghe. Phú Yên ạ. À. Phú Yên ha. Dạ. Rồi ông xã chị làm cái gì? Ông xã chị là ở nhà đi làm mướn, là đi chặt cuối cho người ta là giác cuối vô lò. Dạ. Là một ngày là 200 cơm người ta nuôi. Dạ, là ông xã chị cũng đang đi làm ha. Rồi chị làm công việc gì? Chị không làm gì được đó, chị bị tai biến. Chị bị tai biến hả? Đi pick up rồi xong là nó bị tai biến. Rồi hôm nay vô đây là cái ông đi, ông chữa, có viên xô đấy, ông chữa bệnh, ông bấm việc từ thiện. Rồi không, không được rồi, vì chị bị tai biến em biết rồi. Nói chung là bây giờ là chị đang bị tê chân, liệt chân đúng không? Liệt nữa thôi người đấy, bên mạch. Rồi bây giờ thì cả năm nay là vợ, mẹ của hai đứa bé này là không về tới nhà luôn. Không về nhà. Trời đất ơi. Thì đẻ ra ba đứa rồi đi theo trai rồi bỏ cho bà ngoại nuôi vậy hả? Bà tư hồi nhỏ giờ lúc có tiền thì nó gửi cho 500-300 vậy thôi. Mình nhờ xóm làng giúp cho người 5-3 ký gạo có. Theo chị được biết thì con của chị đi theo được bao nhiêu người thanh niên rồi? Thì giờ mình làm sao mà mình biết được? 6-7 người không?
không có đâu. 4-5 người không? Mình phải khoảng 3-4 người ha. Trời ơi, sao mà theo trai nhưng mà theo một người đã khổ rồi mà theo tới 3-4 người dữ vậy? Thì nó sống vì tiền này. Khi nào mà mấy người đấy, có mấy đứa đấy là nó có tiền nó cho ấy, thì nó ớ, mà không có tiền thì nó bỏ nó đi rồi. À, con của chị là giống như kiểu là ai có tiền thì sống, mà ai không có tiền là bỏ đi theo người khác. Chứ bây giờ mà nó mà có chồng nữa là người ta nó kích khổ nghèo liền. Là sao? Nó không hẹp được. Là sao? Nếu mà nó mà rước một người nào mà giờ đỡ làm chồng ấy, mà một người đấy đàng hoàng ấy thì được, nhưng mà sợ người ta nó viên ba đường nó bỏ. Rồi lại giờ là ở xã, ở hiện là người ta nó cách khổ nghèo. Rồi, em hiểu rồi. Là có nghĩa là con chị là nằm được trong cái dạng hộ nghèo. Đó, mà đi theo trai này kia mà dắt về thì xã sẽ cắt cái hộ nghèo. Dạ, đúng rồi. Ừ, người ta kêu lấy chồng đàng hoàng thì được. Chứ còn cứ theo trai với vợ là người ta cắt hộ nghèo luôn. Đúng rồi. Thì đúng rồi. Xa phương mà không có nhà. Tại vì không lo làm ăn mà. Ở con mấy đứa thì còn lớn không? Không còn á. Cái đứa lớn ấy là 9 tuổi, cái thằng đây là 7 tuổi, 8 tuổi, năm nay chuẩn bị lên lớp 2. Cái con đây là nhỏ, hồi bữa ông ra chị có chụp gỡ một tấm hình và cho em rồi mà. Mấy tuổi đang nói vợ mà. Cái con đây 5 tuổi. À 5 tuổi ha. Rồi có đi vô nhà trẻ rồi chưa? Không có đi đeo tiền ở đâu mà đi. Dạ. Trời, đi theo trai vậy là không đem tiền gì nuôi con chắc nuôi trai hết rồi quá. Cô rất là khó khăn, nó báo cô lắm, một cặp đều. Rồi đương nhiên à, con cô theo trai rồi, nó nói bây giờ là nó khó khăn rồi. Trời đất ơi. Rồi bây giờ cuộc sống hàng ngày của mình rồi à, hai vợ chồng chị nuôi ba đứa cháu ngoại, mà một mình ông xã chị làm. Thì bây giờ là cuộc sống mình có đủ ăn không? Dạ không có đủ ăn, lúc này cũng nhịn đói, có lúc thì có thì mình nóng mình ăn no. Rồi tiền đâu mà cho mấy đứa nhỏ đi học? Mấy đứa nhỏ đấy là nó có cái hộ nghèo á. Dạ. Rồi xong là người ta không có lấy tiền nộp phí mình, không có lấy tiền gì hết á, chỉ mình cho nó đi học, mình dạ, nó ăn cơm, mình giặt quần giặt áo. Có nghĩa là hai đứa nhà mấy đứa bé này có hộ nghèo là đi học không không tốn tiền. Bên Huy Hùng có bán mật ong rừng nguyên chất được khai thác từ trong rừng ra, giống như cái chai bên cái hình này, đảm bảo nguyên chất, chất lượng, an toàn, rất là tốt cho sức khỏe. Quý vị và các bạn mua hàng hãy mở hàng ra kiểm tra, đúng đảm bảo chất lượng hàng thật thì mới thanh toán. Quý vị và các bạn ủng hộ Huy Hùng hãy mua hàng thì liên hệ số điện thoại ở trên màn hình. Huy Hùng sẽ giao hàng miễn phí toàn quốc. Dạ, giờ mình chỉ có việc lo cho tại ăn uống thôi. Tại vì là ông ba cái con đây mất, mà cái thằng này nó làm giỏi lắm, cho nên là xã người ta biết hết, hiện người ta biết hết cho người ta. Rồi con chị theo trai là trước khi con rể chị mất hay là mất rồi mới đi theo trai? Mất rồi mới đi chứ. Nếu còn cái thằng này nó quấn mà không đường thở. Khổ ghê. Nhưng mà theo trai mà theo tới 4-5 thằng như vậy mà sao chị không khuyên bảo con gái mình? Nó không có ở nhà. Còn nó gì? Ở ngoài đường cứ lâu lâu vậy, lâu lắm, 3-4 tháng vậy nó gỡ được 500. 3-4 tháng vậy nó gỡ 200. Nó không có ở nhà nghe mình nói. Thôi, từ đó đi là chưa về nhà lần nào luôn. Chưa có đi về lần nào. Ông nói con ơi, thôi đi về đi. Về nhà đi rồi thôi. Ôi, đi về nhà coi con hay ở má đi chặt mía hay là má đi bắt ốc rồi giấy giá mua gạo sống mà ngày giờ mày bỏ ba chéo cho đói quá đói rồi giờ không biết làm sao hết. Hiện tại chị đang sống ở đâu? Hiện bây giờ không? Là đang ở quận 9. Làm gì ở trên đó? Là mẹ trước đây là mẹ nó có ở cái nhà trọ bà đấy. Rồi là chị mới điện thoại nó là lúc là nó nói ở Sài Gòn, lúc là nó nói ở Gia Lai. Em đang hỏi chị là chị làm công việc gì? Không có làm gì được đó. Không làm gì được thì lấy tiền đâu mà sinh sống hàng ngày rồi nuôi cháu? Hôm vô hôm nay một tháng rồi nhờ ở im rồi ở trọ đấy, rồi cái trọ đấy là không phải chị ta tiền, nhưng mà mấy thằng thanh niên nó đi làm á, rồi nó thấy ba chéo tàu là nó cho ở ký rồi nó ăn đi uống qua rồi, ăn uống rồi sao? Ăn uống rồi cái ba chú trọ bảo thấy tội bà đi xin gớt cho gạo với mì tôm. Thì người ta xin một thời gian nào thôi, trong một lúc nào thôi, chứ không để suốt đời vậy chị, đúng không?
Thì... từ lúc giờ là mình sinh sống là mình phải có cái nguồn thu nhập chứ. Chị cũng muốn là mình có một ít vốn là mình đi mua vi số mình bán. Thế tại nhưng sao mà 50 mấy tuổi mà mình không làm gì cũng hơi vô lý đấy. Trước đây còn là trẻ mà quá chị trời. Ơi nha, chị ơi quá chị ơi là tới mùa là chị đi chặt mía. Rồi hết mùa là chị đi về nhà chị đi bắt ốc. Tại ốc ơi đã là nêm ngang một ký. Nhưng bây giờ đây là chị không có đi xuống buôn được. Mà đi lên chặt mía là tí cho nên là chị mua tính là dẫn ba đứa nhỏ đi vô tìm mẹ nó. Nhưng mà bà chú ấy, bà nói trước đây ấy, là nó cơ đây. Rồi bây giờ đây ấy, là nó đi rồi. À có nghĩa là chị ở hoài Quảng Ngãi. Phú Yên. Phú Yên là mấy đứa nhỏ này là giao cho chị hoài đó. Rồi con chị trong Sài Gòn. Rồi chị mới dắt mấy đứa nhỏ này vô Sài Gòn tìm con gái của chị. Dạ đúng rồi. Chị nói. Nói không hiểu gì hết. Bây giờ con gái chị bỏ đi tính ra được bao lâu rồi? Đi này lâu rồi, đã đi này 1 năm rồi, có ở nhà đâu. 1 năm rồi. Rồi chồng chị còn không? Còn. Chồng mình làm gì? Chồng là đi chặt cuối cho người ta đưa vô lò ấy là 1.200 tôm người ta lo. Là chồng chị còn ở ngoài Quảng Ngãi hay vô đây luôn rồi? Không. Ở Phú Yên chứ? Ở Phú Yên. Là vẫn còn ở ngoài. Ừ. Sao mình không đưa mấy đứa cháu về quê đi sinh sống cho nó dễ hơn? Chứ ở thành phố mà không làm việc gì hết, vậy sao mình lấy tiền đâu mà ăn, lấy xin người ta hoài. Mình đi vô lúc này mình rất là khó khăn. Tại do ấy là trước đây ấy là ba của con bé là bị tai nạn ấy, nằm 1 ngày 1 đêm. Cho nên là chị không có tiền. Rồi nó mới điện giờ là nó bắt chị là phải đi vay tiền. Nhưng mà hiện tại bây giờ là ông xã của chị rồi cũng còn khỏe mạnh đi làm công việc được ha. Dạ, ông không còn được. Ông đi 53 tuổi. 53 ha. Ông đi làm một đỡ ông nó bắt giờ cho ông chị là phải đi vay cái tiền đấy, nhưng giờ người ta nó đòi chị. Bây giờ này em thắc mắc cái vấn đề này. Tại sao chị mới 52 tuổi mà chị không đi làm? Chị bị tai biến. Em có hiểu không? Chị đi làm không được. À. Chứ không phải là chị không biến đi làm. Là vì sao? Bị nửa thân ngư này. À, chị là đi bắt ốc thằng đêm là tiếc không có được. Đi hoạt động lên lẻ được nữa. Thì phải nói cho rõ ràng chứ, tự nhiên mới có 52 tuổi vào nhà chơi không anh đi. Anh em nói không có phải là chị nó láo đi, chị có giấy tờ đàng hoàng hết. Là vì tai biến không làm việc nặng được. Thế mình có đi bán vé số được không? Đi bán vé số được. Mà đã mình đã từng đi bán chưa? Chưa có đi bán lần nào. Sao mình không đi bán thử đi rồi lấy tiền thu nhập và mình nuôi cháu? Mình không có vốn, nhưng mà chứ không phải là mình không muốn làm. Mình rất muốn đi làm nhưng mà mình không có tiền. Bây giờ ông nghe vé số thì em nghĩ cũng đâu có nhiều đâu. Khoảng chừng triệu, triệu mấy mình bán hết rồi. Thì mình biết chị nhưng mà chị không có 1.000 luôn á. Nó thật với em luôn á. Chiều ấy là cái sáng ấy là có cái bà chị ấy. Bà cho chị là 20.000, 10.000 là thiệt. Nói thiệt luôn, em lên bằng chính là em chỉ biết chị không nhắm mua một chút cá thôi. Thì giờ chị mua rồi muốn rồi về luộc xem sao. Rồi hiện nước. Tại bây giờ là ba bà cháu là ở trên Sài Gòn. Dạ, ở quận 9. Rồi bây giờ là đi xin ăn. Trời ơi khờ. Chị nói ấy, là không bao giờ chị lừa đảo một người nào. Chị có giấy tờ hẹn hôi đàng hoàng. Tại vì năm trước ấy, chị cũng có vào đây chị xin. Nhưng mà cái vợ chồng cái ông Ngọc Quyển á, ông cũng lên mạng như vậy nè. Chị coi chị xin là vợ chồng lấy ông bác chị là phải chụp hết giấy tờ đàng hoàng, cho số điện thoại của cô giáo nó. Rồi ông gọi gì à, cho mua sách, mua quần, mua áo cho nó học, mua như mua đồ đồng phục của em. Đồ đồng phục nó đi học tới trường rồi. Còn chị cũng không có cần lấy tiền lấy bạc gì đâu. Chị không có lấy tiền lấy bạc của ai hết. Chị xin cho cháu nó học, với nó sống 3 ngày rồi. Đúng ngày là chị dẫn nó với chị cho nó đi học cho đưa nó kiếm cái chỗ nó học. Rồi mấy đứa cháu này đang học ở ngoài quê hay là dạ, chị nó cho học rồi. Ở trong Sài Gòn đây? Nó học ở quê. À, quê quê. Cho rồi khi nào chị về quê? Chừng nào ngày 1 tháng 9 à. Khi nào các cháu vô học thì cho các cháu về quê học ha. Thì đó, ý hồi nãy anh em hỏi nói á, là mình ở thành phố thì mình phải đi làm nó mới ra thu nhập. Còn nếu không ra thu nhập thì mình về quê sống nó khỏe hơn. Ý là hồi nãy là nói như vậy. Dạ. Hiểu chưa? Vậy mình ở đây mình chờ đến khi nào tháng 9 thì mình về quê hả? Dạ. Ở đây với chồng cho vui đúng không? Không có chồng. Có con.
Chị kêu chồng chị đi làm. Chồng là ở bây giờ á. À hiểu rồi, chồng mà quê rồi, rồi hiểu rồi. Đi kẹt cuối, dắt cuối. Vậy thôi bây giờ xong về luôn đi, xong mà chờ tới tháng 9 mới về. Đúng rồi. Trời tại vì là mình chờ là nó có lý do gì mình chờ. Là cái gì? Bà Châu ấy, bà nói là con biết cô chị á, là nó đặt bạch kẹt cái nhà đấy cho bà 2 triệu. Nhưng mà giờ nó không có tiền cả, nó bỏ nó đi đâu. Nó đi hôm tháng 2 à. Là nó nói là nay mai nó có tiền trọ là nó dìa. Mà bà nói là thôi giờ không vô đây thôi, giờ vô đây thì thâu ở chờ đi hộ khi nào mấy đứa nhỏ đi dẫn nó vô học ấy, là dẫn nó vô quê nó học. Chừng nào mà nó không dìa thì thôi. Bây giờ mình không có tiền thì mình phải về quê sinh sống, chứ không có tiền mà ở đây mà chị đi xin cái ngày, chị đi xin ngày được bao nhiêu? Chị đi xin cái trong gì đâu, chị đi xin buổi sáng được 100 ngàn, em chị không có đi nhiều, nó mệt lắm. Rồi ngày nào cũng đi vậy hả? Trời ơi, sao kỳ vậy? Chị rất là nghèo cho nên giờ mình cũng không có người gì là sống. Bây giờ mình ba bà cháu đi về quê có ông xã không lo cơm nước đâu chứ? Có, ông chồng chị là ông đi làm cái nợ cho người ta, chừng nào hết cái nợ đấy người ta mới cho mượn lại người ta nói thôi. Rất là khó khăn cho nếu mà là, chị nói là bây giờ là nhà chị còn đang còn dưới cái nợ rồi ông xã làm trả nợ hết rồi mới lấy được tiền. Dạ, cho vợ chồng với thằng em đấy, nó nói là chừng nào ông anh hai nói cũng mang mang, nó không rõ chuyện, không hiểu vấn đề là chị đang nói cái gì. Dạ em hiểu được rồi, là chị nói là chị có một đang một mắc cái nợ. Thì chồng chỉ đi làm 1.200.000 nhưng mà người ta trừ, người ta không có trả tiền. Nhưng mà tại sao về quê có rau ăn rau, có gì mình ăn cái đó, mình ra vườn mình hái thì mình ăn cũng được đúng không? Nó không có tốn chi phí gì hết, mà tại sao còn ở thành phố làm gì? Biết rồi hiểu nhưng... Vấn đề chưa? Hay là ở đây để đi xin mình lấy tiền ăn? Nhưng mà biết không, giờ lúc này là chị rất là khó khăn cái đoạn đấy. Giờ là ông chăm chị là ông đi làm trả nợ ạ. Rồi là giờ mình vừa vơ là lúa chưa có cách. Em hiểu không? Rồi là gạo ở đâu mình ăn, gạo đâu mình mua. Ý là chị nói là chị ở thành phố này, chị đi xin tiền được chị ăn qua ngày đúng không? Thì sao không nói như vậy đi? Chị đi xin nuôi mấy cháu qua nghèo. Chờ thời gian là ông làm trả hết nợ là mình mới mua nợ lại được một bao gạo. Là mình mới đi về quê mình sống. Rồi, ý là ở đây anh em không phải là khó dễ gì. Nhưng mà hỏi là phải hỏi cho rõ. Chia sẻ, phải chia sẻ cho thật. Thì anh em mới nghiên cứu mới có hướng giúp được. Chứ nói lòng vòng không ai hiểu gì hết là sao mà giúp kiểu gì. Chị không lừa đảo ai, chị có giấy tờ đàng hoàng hết, chị không có em lừa. Em không có nói là chị lừa đảo, nhưng mà chia sẻ nó phải cụ thể, chị chi tiết. Rất là sợ lừa đảo. Trời ơi, khổ. Rồi bây giờ có gọi được cho mẹ nó không? Sao? Mẹ có gọi liên lạc được cho mẹ với đứa bé này không? Gọi không được. Con lúc này gọi thì Facebook, Zalo gì không? Là nó ưa là nó gọi gì được. Bây giờ cái giải pháp của chị á, là chị phải tìm làm sao tìm được mẹ nó về cho nó có trách nhiệm với những người con. Thì chị cũng như vậy lắm em. Bây giờ chị lên mạng chị tìm nó về, chị nhắn nhủ cho con, chị kêu về nuôi con. Chứ sinh nghe nó bỏ vậy nó vô trách nhiệm như vậy đâu được. Đúng không? Bỏ cái thằng đi hồi 13 tháng, bỏ cái con đi. Trời ơi, nó đi cái năm nay để chắc theo trai theo 5-6 thằng rồi chắc cũng mang bầu chắc cũng đẻ rồi nữa rồi quá. Không có, mà ba đứa đi nó tiệc sáng hết rồi em. Chị không đi được. Là bây giờ nó chỉ chơi chứ không đẻ được ha. Như sau này về nó đẻ nó đục thêm mấy đứa nó là chết sáng rồi. Nếu mà nó đi, nếu mà nó chưa nó là nó chết mất mạng, bác sĩ nó, bác sĩ nói với con. Không đi được. À, cũng hên hả chị sản, không chị sản đi rồi cứ nằm ra dục cho chị cục như vậy nữa là. Đấy, ba cục lớn, còn cái đứa lớn hồi bữa hôm qua chị có chợt tấm hình gỡ qua. Không hay giận đâu, khổ lắm. Khổ chị vô từ Phú Yên chị vô đây là mấy tháng rồi? Một tháng rồi. Vô tháng rồi ha. Khi mấy đứa nhà nó nghĩ gì? Anh em không có nói là chị xạo hay gì hết. Nhưng mà ý nói là chưa phải trẻ phải rõ ràng. Hiểu chưa, người ta mới hiểu vấn đề. Có nghĩa bây giờ chị cũng không muốn về quê, tại vì ở thành phố chị cứ đi xin thì nó cũng có tiền ăn, tiền nuôi cháu. Đỡ. Đúng không? Mà về quê thì không có xin được cái gì hết. Đúng rồi. Mình phải nói cho rõ ràng như vậy. Tại vì chị không có nói rõ là chị nói là chị ở Sài Gòn thôi, chứ không có nói là Phú Yên. Nói chuyện không có rõ ràng. Thì hôm nay chị lên đây, chị có muốn tìm mẹ bé về không? Sao? Muốn tìm mẹ và đứa nhỏ này về không? Chị cầu mong nó vô lắm nhưng mà nó không vô. Bây giờ chị có lời nào chị muốn nói với con gái chị thì chị nói đi.
có thể hôm đó chị sẽ xem được video này. Bây giờ má muốn con đi vừa khổ nuôi với má mấy đứa con của con đây, giờ má rất là khó khăn. Má bất lực rồi, khổ quá rồi đúng không? Khổ quá mà má bị bệnh đi, không có thơ mà nuôi được. Má cầu mong con là quay vừa đỡ đi làm khổ với má là nuôi mấy đứa cháu mà phụ trả nợ cho nợ của con báo ông ba con một tháng đi. Ông khép hết nước mắt rồi. Bây giờ nếu mà ai mà chị nuôi hết nổi rồi, cực quá, ai mà người ta xin đứa nhỏ này chị có cho không? Sao cho, còn mẹ mà dám cho nè. Cho rồi nó chia, nó đắt đơn rồi mình lấy con nếu mà mình trả nó. Khổ. Trong đây nó quấn mình cũng làm gì nó. Ví dụ mình nuôi không nổi, mình có nghĩ đến cái nước là mình cho vô trả trẻ một cô gì không? Không, mà uy vơ chị vui anh chị không có. Không có trả một cô. Rồi, thế hôm nay chị lên đây chị cầu cứu anh em điều gì? Hôm nay là chị lên đây cầu cứu anh em là chị xin hai bộ sách. Một bộ sách lớp 4 với một bộ sách lớp 2 với vơ. Một bộ sách để cho hai cháu là đi học không? Đúng rồi. Tới ba đứa đi học được mà sao xin hai bộ? Cái con này nó còn nhỏ mà có nên tôi chưa học đúng không? Chưa có học. Là một bộ sách nó khoảng bao nhiêu tiền? Một bộ sách đấy chắc con có nên cho nhìn. Tại do cái bộ sách lớp 4 đấy là nó cay cách. Dạ. Yeah. Nó đắt. Một bộ sách khoảng 500 ngàn. Bộ sách đấy là cánh diều lớp 4 ấy là nó khoảng có 500 ngàn. Cô có hồi đó, chị có hồi đó. Còn cái thằng đây ấy là bộ sách lớp 2. Chị có xin đúng hai bộ sách thôi. Hai bộ sách đi vô. Yeah. Cho chị xin cái gạo đỡ nấu. Cái ký gạo là 5kg hay là 50kg hay là 1 tạ? Cho chị xin 50kg thì đã tùy em. 50kg? Tùy lòng tụi em cho thì thôi. Khổ quá nha. Do chị cũng xin gì rồi. Rồi em hỏi chị nè, bây giờ chị xin sách cho tụi nhỏ học. Rồi bây giờ sách tới học rồi. Rồi chị không về quê thì sao mà tụi nhỏ học? Có chứ. Tháng 9 thì về đó. Tháng 9 là đi rồi. Tháng 9 dương mà. Bây giờ tháng 7. Nếu bây giờ mẹ đứa bé về thì chị sẽ khỏe đúng không? Cái vấn đề bây giờ là phải làm sao tìm được mẹ nó về thôi. Chị có biết mẹ có biết là nó có thai nhận con nuôi chưa? Nó bỏ, nó giao, nó nói là bà muốn gì muốn ai, bà muốn thì xin bà nuôi, bà muốn làm gì bà làm đi. Sao làm con của nó, sao chị không giao cho nó rồi để cho nó tự lo chứ đi theo trai rồi để cho chị lo. Bây giờ nó về nhà, nó chụp ở nhà mình phải chịu đúng không? Đâu có mang cháu ra đường mà chụp được đúng không? Đúng rồi. Nó khổ vậy chứ. Trời, con dạy cái này. Chơi cho 4-5 thằng cơ. Đẹp gái không? Con gái chị đẹp gái không? Thì nó không được. Nay nhiêu tuổi rồi? Đi 29 thôi. Còn trẻ. 93 đứa con rồi. Nó sinh năm 95. Rồi. Thì bây giờ chị đây, cái hoàn cảnh của chị thì cũng thật sự là nếu mà quan trọng là cái người mẹ này về này là nó sẽ lo được cho con đúng không? Rồi chị cầm sắp vé số chị đi bán thì chị vẫn có tiền chị ăn. Giờ khổ nỗi là không tìm được mẹ nó về. Chị muốn đi bán vé số lắm em, chị muốn đi làm. Năm trước đây chị chưa bị bệnh tai biến là chị vô đây chị đi phụ hồ làm không được nghe 250 ngàn cơm. Thì bây giờ hôm nay á tụi em sẽ trích cho 500 ngàn, 500 ngàn nhá. Của cô Thúy Quang đang sinh sống ở bên Mỹ, gọi là tặng một bộ sách cho chị, sách và vở luôn là khoảng 500 ngàn thôi. Đây, đó chị về chị mua cho cháu để học nhá. Đó. Đây em cũng chích ra 500 ngàn của cô Tâm Độ để cho chị mua sách là coi như được hai bộ rồi ha. Đưa lên cho mọi người thấy nào. Rồi chị giờ đây là chị có lời nào muốn cảm ơn tới cô Thúy Quang và cô Tâm Độ không? Em xin cảm ơn chị Thúy Ba là chị Tâm Độ cùng các cô chú mạnh thần quân giúp cho cháu của em được đi học. Em xin cảm ơn rất nhiều. Rồi chị bỏ xuống đi. Thì trước mắt là anh em sẽ hỗ trợ cho hai bộ sách nhá. Còn sau khi chia sẻ video này lên, nếu mà có ai thương tình người ta giúp đỡ nữa thì tụi em sẽ thông báo cho chị biết. Nhá. Thì hôm nay lên đây chị chia sẻ câu chuyện này, chị có cam kết tất cả những lời nói của chị đúng và chị chịu trách nhiệm trước lời nói của mình không?
chị nói thật, không bao giờ lừa đảo một anh em nào hết. Chị rồi tờ đàng hoàng hết. Thế chị có đồng ý cho anh em ở đây sử dụng hình ảnh của chị, của hai đứa cháu này, cũng như hình ảnh của con gái chị để tìm kiếm con gái chị về không? Chị rất muốn. Và cam kết là chia sẻ lên mạng xã hội và không gỡ xuống, có đồng ý không? Đồng ý. Đồng ý, có chuyện gì mình hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nha. Ừ. Trả lời có hay không, đồng ý không? Đồng ý. Rồi thì hôm nay anh em tới đây sẽ giúp đỡ chị như vậy là trước mắt đã như vậy đấy nhá. Rồi có gì thì mình sẽ khiêng dần cha mà già nó nuôi con. Nuôi con, đúng rồi đúng rồi, báo xúc. Rồi mình tìm cách mình giúp tiếp nhá. Ừ. Cứ từng bước một thôi, chứ không có thể một lúc mà mình chưa tìm hiểu chưa xác minh mà mình làm ồ ạt được, nó cũng không có khách quan và nó không chính xác nhá. Thì trước mắt thì chị xin hai bộ sách, thì tụi em sẽ hỗ trợ hai bộ sách. Ừ. Rồi hôm nay cũng cảm ơn toàn thể quý vị và các bạn đã đón theo dõi câu chuyện này. Cũng xin nhắn gửi đến toàn thể mọi người, nếu ai gặp khó khăn trong cuộc sống, nếu ai gặp chuyện bất bình trong xã hội, nếu ai muốn tìm kiếm vợ bỏ đi, chồng bỏ đi, thì hãy liên hệ với anh em mình qua số điện thoại trên màn hình. Anh em sẽ giúp đỡ toàn thể mọi người một cách nhiệt tình và miễn phí. Và cũng nhắn gửi tới mẹ của hai bé nhỏ này luôn, để nếu có xem được clip này thì hãy quay trở về để nuôi con. Đừng có đổ trách nhiệm cho cha mẹ của mình như vậy, nó làm con làm cái nó không có đúng với trách nhiệm của người mẹ cũng như trách nhiệm của người con nhá. Rồi bây giờ mọi người hãy đăng ký kênh và bấm vào chuông để được đón xem những video lần sau một cách nhanh nhất và mới nhất, và đừng quên để lại những lời góp ý bình luận cho video này. Bây giờ xin cảm ơn và xin kính chào.